Hà My lại chơi với mấy chị đi con. Hà My, đừng cậu bốn đánh đòn con á. Đi, lại chơi với mấy chị, đi. Lại chơi với mấy chị kìa. Đi con. Lại chơi với mấy chị, đi. Hà My lại chơi với mấy chị đi con. Thấy bà đó cái hạ mỏ ra chứ hạ mỏ ra ngồi xuống là mấy ngồi xuống nó thấy trà nên nó hạ cái mỏ ra chị chơi kìa để chị chơi kìa bàn nhau chứ có bự hơn đâu Nguyệt ta đỡ nó bàn nhau ý lại gõ đầu chị đi. Đi nhẹ thôi rồi đầu chị nhẹ thôi. Lại đất này nữa, đất này nữa, lại đất này nữa. Chân gì đây nữa? Dạ. Dạ em nói goose. Đó là con vị dạ. Chạy. Không biết chạy. Rồi. Lại ngồi đây con. Okay. Go. Hà My ngồi xuống con. Ngồi xuống. Bảo My con cười ba coi các bạn. Bảo My quằn quằn lạng lên cái nước bụng mày cái nghe lần đó. Quằn quằn lạng lên nước bụng mày. Đâu lãng mạn dữ vậy ông ngoại. Đâu có đối khác dữ vậy ông ngoại. Goose, 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 goose,
gì lon á. Gì lon? Gì lon? Gì lon? Nào ai gút?